Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe một bài của tác giả Minh Thạnh. Ông này chuyên nghiên cứu về Vatican và những việc liên hệ đến Việt Nam. Ông đặt cái tiêu đề là Vaticanology. Có nhiều cái chủ đề khác nhau trong cái ngành nghiên cứu Vatican của ông. Thì bài này nói về Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Vatican mới vừa thăm Việt Nam hồi vừa qua hồi tháng 5. Thì có câu hỏi về cái phát biểu nặng tính chất quân chủ chuyên chế và không có tích cực của các ông ấy, xin được giới thiệu như sau. Cái câu mà tôi muốn highlight cho nó nổi nhất trong cái bài là không có một nhà ngoại giao nước nào trên thế giới có thể nói được cái câu nói như thế. Không có ai ở Việt Nam theo những lời răng dạy của Biden hay là răng dạy của ông Macron của Pháp hay là Sunak để mà xây dựng quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước. Nhưng mà mấy ông này thì lại dùng những cái lời răng dạy của Giáo Hoàng. Đấy. Xin giới thiệu cái bài đăng trên báo điện tử Chính phủ. Bài Giáo Hoàng Francis mong muốn sớm thăm Việt Nam đăng trên báo điện tử Chính phủ ngày 17 tháng 5. 2024. Đây là tấm ảnh của Thứ trưởng Ngoại giao Vatican. Bên tay trái là Đức ông Miroslav Wakowski. Bên phải là Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại trụ sở Chính phủ. Tổng giám mục Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính quyền Vatican mới vừa thăm Việt Nam hồi tháng 4. Tháng 5 thì Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Vatican lại thăm Việt Nam. Xét về phương diện hoạt động ngoại giao, những chuyến thăm như thế là có mật độ rất cao. Quan hệ ngoại giao như vậy là phát triển vượt bậc. Cục diện tôn giáo tại Việt Nam như vậy là biến đổi mạnh mẽ, nhanh chóng. Các quan chức chính quyền Vatican tại Việt Nam bày tỏ vui mừng. Đây là chuỗi hoạt động có tính chất bước ngoặt trong cục diện tôn giáo tại Việt Nam bắt đầu từ tháng 7 năm 2003 cho đến nay và đang tiếp tục với đỉnh cao sẽ là chuyến thăm của Giáo hoàng Francisco. Chính quyền Vatican chẳng những trở thành tôn giáo đa số tại Việt Nam mà hiện nay mà phải chăng đã trở thành tôn giáo có vị thế và uy tín quan trọng nhất tại Việt Nam? Sau đây là một số câu hỏi, nghiên cứu, bình luận, hình ảnh các quan chức của chính quyền Vatican hội kiến gặp gỡ những nhà lãnh đạo cao cấp chính quyền Việt Nam tràn ngập báo chí từ tháng 12 năm 2023 trong dịp Noel. Chúng ta đối chiếu so với các tôn giáo khác trong dịp đại lễ tôn giáo vừa rồi. Tức là tháng 5 2024 thì các quan chức chính quyền Việt Nam dành cho quan chức chính quyền Vatican các cuộc gặp gỡ phải chăng là từ những vị giữ chức vụ lãnh đạo hàng cao cấp nhất là chủ tịch nước rồi thủ tướng. Chi tiết này cần được lưu ý khi nghiên cứu cục diện tôn giáo. Đến nay, riêng trong cuộc viếng thăm của Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao chính quyền Vatican, cá nhân tôi có cảm nhận từ cách nói lễ tân, nghi thức ngoại giao, họ đã dần dần phát biểu đi vào thực tiễn. Bên cạnh các ngôn từ ngoại giao lịch sự sang trọng, Thứ trưởng Ngoại giao chính quyền Vatican lần này đã có những phát biểu mà người nghe không thể cứ như là đoán biết trước, như đã từng để thụ hưởng sự sang trọng, tôn kính lịch sự. Ở đây, tôi có nhiều suy nghĩ về phát biểu như sau của Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Vatican, trích từ bài báo được giới thiệu. Báo chí ghi nhận lời Thứ trưởng Ngoại giao Vatican phát biểu. Thứ trưởng Miroslav Wakowski nhấn mạnh những hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam theo tinh thần những răn dạy của Giáo hoàng Francis cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội và nhà nước. Đóng mặt. Đọc cái câu phát biểu này, tôi hết sức bất ngờ. Chính quyền Vatican không phát biểu như quan chức ngoại giao Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, một bên là Việt Nam, xuất phát từ lợi ích chung của hai nước, cùng có lợi cho hai bên nhằm đóng góp vào quan hệ hợp tác hai nước, hòa bình, ổn định thế giới. Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao, chính quyền Vatican phát biểu nội dung không mang tính ngoại giao, mà có vẻ là một sự cảnh báo chính trị. Trước hết, nội dung phát biểu gạt đi những công thức ngôn từ trong hoạt động ngoại giao, không nói đến nguyên tắc có đi có lại.
phát biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Vatican nhấn mạnh là Giáo hội Công giáo Việt Nam theo tinh thần những răn dạy của Giáo hoàng. Thành viên Giáo hội Công giáo Việt Nam đều là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ Tổng giám mục, Chủ tịch Hội đồng giám mục cho đến tín đồ bình thường, đương nhiên phải tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của chính quyền Việt Nam. Ở đây, Thứ trưởng Ngoại giao Vatican nhấn mạnh đến quan hệ chính quyền Vatican với giáo dân Vatican tại Việt Nam, mà đến khía cạnh thần dân của Giáo hoàng, của nước Vatican, giáo dân Vatican, gọi là Vaticanese, nhóm sách hiếm dùng cụm từ Vatican Kiều, sống ở nước sở tại. Các nhà ngoại giao Mỹ, Nhật, Hàn, châu Âu luôn nói đến quan hệ nhân dân hai nước đẳng lập, ngang hàng, bình đẳng, quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhau theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Còn câu hỏi đặt ra trong trường hợp hoạt động Giáo hội Công giáo Việt Nam, tức 7 triệu Vatican Kiều ở Việt Nam là công dân Việt Nam, một phần của toàn dân Việt Nam, nhân dân Việt Nam, nhưng theo tinh thần răn dạy của Giáo hoàng Francis. Người trích dẫn nhấn mạnh từ răn dạy vì nó đặc biệt rất là quan trọng. Ở đây, chính quyền Vatican tại Việt Nam gồm giáo dân Vatican Kiều đã theo tinh thần răn dạy của nguyên thủ một nước khác, để có kết quả cho thấy mối quan hệ giữa chính quyền Vatican với Việt Nam. Không một nhà ngoại giao nước nào trên thế giới có thể nói được cái câu nói như thế. Không có ai ở Việt Nam theo những răn dạy của Biden, tức là Tổng thống Mỹ, Macron, tức là Tổng thống Pháp, và Sunak, Thủ tướng Anh Quốc, vân vân, để xây dựng quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước. Công dân nước nào thì tuân thủ, chấp hành theo sự lãnh đạo chính quyền của nước ấy. Công dân Việt Nam chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của đảng cầm quyền, của chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng trong ngoại giao, bất ngờ, có một quan chức cấp thứ trưởng khoanh một vòng người khoảng 7 triệu Giáo hội Công giáo Việt Nam lấy ra, nói rằng theo tinh thần răn dạy của nguyên thủ quốc gia khác. Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Vatican còn mang nặng tính chất quân chủ chuyên chế thần quyền, cá nhân nắm quyền tuyệt đối. Khi các nhà ngoại giao Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật phát biểu về quan hệ hai nước, họ coi đó là xu thế khách quan, do lợi ích của các quốc gia thúc đẩy, người dân hưởng ứng, ủng hộ, hợp tác. Nhưng do chính quyền quân chủ chuyên chế toàn trị thần quyền, quyền lực trong tay cá nhân, cho nên bộ máy chính quyền Vatican nước sở tại, giáo dân Vaticanese ở nước sở tại hoạt động theo tinh thần răn dạy của Giáo hoàng Francis, là làm chính trị theo kiểu chính trị quân chủ phong kiến thời Trung Cổ. Ở đó, vua là pháp luật, không đường lối, chính sách, chủ trương, không lý luận, không cương lĩnh gì hết. Vua phán thì thần dân dập đầu, vâng phục, tuân lệnh, nghe theo. Vua Vatican không lãnh đạo, điều hành giáo dân Vatican toàn cầu, mà là răn dạy. Răn dạy là đường lối, chủ trương, chính sách, mệnh lệnh. Không cần mọi thứ căn cứ, ngoại trừ ngôi vua. Do Giáo hoàng Vatican quân chủ chuyên chế thần quyền, vua dạy thế nào là chính quyền Vatican, các nước sở tại làm thế đấy, không cần suy nghĩ. Do lời răn dạy là của riêng ông vua, nên vua muốn thay đổi thì như trở bàn tay. Hoạt động chính trị trở nên chủ quan, ý chí riêng cá nhân, có gì không vừa ý hoặc có ai tâu vào tâu ra, thì đức vua quân chủ chuyên chế có thể bất thình lình răn dạy ngược lại. Là quan chức chính quyền Vatican, giáo dân Vatican cũng phải tuân chỉ theo tinh thần răn dạy mới. Phát biểu nặng về tính chất quân chủ chuyên chế của đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Vatican làm cho người nghe hoang mang. Tại sao giữa thời đại văn minh dân chủ tiến bộ như thế này, trong hoạt động ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao chính quyền Vatican lại nói kiểu nặng nề, tính chất quân chủ chuyên chế dẫn đến hệ quả đương nhiên, phải chăng là nói không tích cực, làm thiếu tin cậy ngoại giao, thiếu tin cậy chính trị? Cả lực lượng 7 triệu người nghe theo răn dạy một vị vua, không cần biết đến những nguyên tắc cơ bản của ngoại giao hiện đại, thì sẽ tạo lập một mối quan hệ bấp bênh, những thành quả không nền tảng vững chắc. Ông vua có thể nghĩ khác, lời răn dạy khác, rồi răn dạy khác. Ông vua có thể thăng hà, pháp luật, đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm lại được vua mới răn dạy theo ý cá nhân vua mới. Tuy nhiên, trong lời phát biểu của đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Vatican
chúng ta có thể nghĩ về một thứ cảnh báo ngầm nào đó. Quan hệ tốt đẹp giữa Giáo hội Công giáo Việt Nam hơn 7 triệu người với chính quyền Việt Nam do chính quyền Vatican nắm quyền chủ động, có được mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo hội và nhà nước là do Giáo hội Công giáo Việt Nam theo tinh thần những lời răn dạy. Tất cả sẽ thay đổi nếu lời răn dạy chủ quan của một người thay đổi, chế độ quân chủ chuyên chế tùy nghi thay đổi quan hệ theo ý muốn của Hoàng thượng Thần Thánh. Lời phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Vatican cho thấy tính chất tốt đẹp nhưng phải chăng mong manh của quan hệ Vatican và Việt Nam. Nếu một lúc nào đó tùy hứng Giáo hoàng không đẹp lòng phát truyền những lời răn dạy khác ngược lại tại Việt Nam thì sao? Liên hệ đến sự phát triển đại nhảy vọt, sức mạnh của chính quyền Vatican Trung ương gần đây nhờ vào quan hệ tốt đẹp thời gian gần đây. Quan hệ tốt đẹp có thể do nay lời răn dạy thế này, nhưng mai đây có thể răn dạy thế khác mà thay đổi. Còn sức mạnh, lực lượng đã tranh thủ được là tuyệt đối bền vững, chắc chắn đối với chính quyền Vatican, đối với lực lượng Vatican Kiều hành động. Tại Việt Nam, Pháp Diễm là trường hợp thay đổi quan hệ giữa quan chức giáo phận, giáo dân Vaticanese với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giáo phận Pháp Diệm từ hợp tác ủng hộ chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang chiến đấu vũ trang chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tất cả đều do Tổng Giám mục Lê Hữu Từ răn dạy. Năm 1954, giáo phận Pháp Diệm di cư gần hết cũng do răn dạy của đấng bản quyền Lê Hữu Từ. Giám mục Lê Hữu Từ sẵn sàng làm cho banh chành giáo phận để cố huy động 1 triệu giáo dân Vatican Kiều vào Nam, thêm người ủng hộ chế độ Diệm, chuẩn bị chiến tranh bất chấp lợi ích của chính quyền Vatican. Đây là trường hợp hết sức điển hình cho sự tuân theo răn dạy của cá nhân. Đến nay, quan hệ tốt đẹp với chính quyền Việt Nam có hay không có cũng do nơi răn dạy của giáo hoàng. Sau đây là những cái lời của tác giả Minh Thạnh, rất là tiêu biểu cho mỗi một bài của ông, như là thuyết Minh Thạnh đi sâu vào nghiên cứu nhận định về sự muôn mặt, không phải là tiêu chuẩn kép mà là khả năng tiêu chuẩn 3-4 của chính quyền Vatican Trung ương. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin hẹn quý vị lần sau.